tưởng là anh không tới mà. Sao tự nhiên tới vậy? Thì mọi người nói là em không tới được, cho nên anh bị kéo tới đó. Mà em cũng tới nữa hả? À, nghe nói em có buổi biểu diễn mà. À, thôi hai người nói chuyện đi, tụi tôi ra nhảy nhá. À, đây. Sao vậy? Vở diễn có gì trục trặc hả? Em chuẩn bị xong hết rồi thì người ta lại hủy hẹn. Đúng là cuộc đời mà. Ngoài công việc ra, em còn chuyện gì buồn khác hả? Nà, em đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Có chuyện gì nói anh nghe đi. Anh nói cho em biết đi. Có phải là ngày xưa anh biết cho dù em có đi Singapore du học á thì vẫn không có thành công, cho nên anh đã cản em ngay từ đầu phu. Một người có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều ước mơ, nhưng bản thân thì đã không có năng lực, không có tài năng gì hết, thì phải sống làm sao đây? Em không biết em nên an phận thủ thừa hay là tự giết chết bản thân mình luôn cho rồi. Anh không biết. Hay là anh quá ngu ngốc. Em muốn là ngu thì lúc nào cũng chưa biết tự lừa dối bản thân mình. Tự hiểu hoặc đời mình. Cứ nghĩ là mình sẽ thành công. Trong khi bản thân thì nó không có tài năng gì hết. Trả lời câu hỏi của anh đi. Ngoài chuyện công việc ra, em còn chuyện gì buồn nữa? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Nói anh nghe đi. Anh Phúc à, anh cho một chút tự trọng còn lại được không? Em thì lúc nào cũng tự trọng. Tự trọng. Cuộc đời em bây giờ thì còn có cái gì đâu ngoài tự trọng chứ.
Nếu không biết giữ đó thì em còn giữ cái gì nữa bây giờ? Ra nhảy nha. Chú ơi, Mẫn ơi, em thấy Quý chưa Mẫn? Ở đây không có đâu cô. Đâu, nhưng mà mình em tìm kỹ con. Chưa? Ở đây không phải. Nhưng mà sao không qua bên kia tìm kia mà? Đi cô. Cái gì vậy? Nè, em... Em làm gì vậy? Cô chưa kịp tìm mà sao em kéo qua ra đây? Em lộn chỗ rồi, ở đây không có Quý. Như vậy là sao? Rõ ràng em nói với cô là Quý ở đây mà, sao giờ em nói không phải? Thôi mình đi vô khác đi cô, ở đây không có. Nè, bữa có chuyện gì giấu cô hả? Không có. Vậy để cô đi tìm Quý. Cô. Cái gì vậy? Em nói là không có ở đây mà. Nhưng mà em, em giấu cô cái gì đúng không? Nhìn thái độ của em kìa. Ra ra, để cô. Anh hứa với chính mình không thể yêu ai.